Chào các bạn, mình là Mít đây. Ở bài trước chúng ta đã học về các quán từ sở hữu và đây là thời điểm khi chúng ta bắt đầu xoắn quẩy nhầm loạn hết cả lên vì mấy quán từ này nhìn giống hết nhau, xong lại giống luôn cả đại từ nhân xưng. Rồi đại từ nhân xưng thì cũng mấy ngôi liền trông y xì bá đúc, mà đấy là ta mới chỉ dậm chân tại chỗ ở nominative thôi, chưa hề nhúng chân vào các biến cách khác. Vì vậy, ta cần phải luyện thật nhuyễn những quán từ và ngôi này trước khi nhảy um vào accusative-dative, nếu không thì sẽ xoắn tỷ độ ngáp không kịp thở, hi hi. Ngày hôm nay, ta sẽ luyện tập phân biệt sự khác nhau giữa những từ nhìn giống hệt nhau này qua cách tập nói tuổi của bản thân và người khác. Để làm được việc đó, ta cần phải học thêm một số từ mới. Và cuối cùng là tổng kết bài. Trước khi vào bài, nếu bạn chưa biết về số đếm tiếng Đức, hãy xem ở link bên dưới video nhé! Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Mít Học Tiếng Đức. Nếu các bạn thấy kênh của Mít giúp bạn học được tiếng Đức hiệu quả, đừng quên ấn like, subscribe cũng như ấn nút chuông để nhận thông báo với các bài học tiếng Đức mới nhé. Giờ chúng ta bắt đầu nào! Lektion 7. Vorstellung. Alter. Trong bài hôm nay, ta sẽ chỉ học về cách nói tuổi, chứ chưa động tới ngày tháng năm sinh, đó là tiết mục để dành cho một ngày đẹp trời khác. Tuy nhiên, trong bài này sẽ kết hợp lẫn lộn các ngôi và quán từ sở hữu nên vẫn đủ xoắn não đấy. Hãy thắt dây an toàn vào, sẽ là một chuyến đi khá sóc đấy. Trước hết, ta cần phải học một số danh từ mới để minh họa cho các câu trong bài học. Đầu tiên là một vài từ chỉ người. Các bạn đừng quên, khi học danh từ mới, hãy học luôn giống và số nhiều nhé. Der Freund die freunde die freundin die freundinnen der kollege die kollegen die kollegin die kolleginnen so der hund Die Hunde. Die Katze. Die Katzen. Và cuối cùng là danh từ giúp ta nói được tuổi. Das Jahr. Die Jahre. Der Monat. Die Monate. Được rồi, trước khi đi tiếp, Hãy dành chút thời gian ngưng video lại ở đây, học thuộc những từ mới này để tiêu hóa các phần tiếp theo vô cùng dễ nhé. Bây giờ ta sẽ học về cách nói tuổi. Ở bài 5, ta đã học tính từ để mô tả cho danh từ. Các bạn có nhớ câu này không? Der Tisch ist alt. Đây là cách miêu tả đồ vật. Với người, ta cũng áp dụng hệt cấu trúc này, chỉ cần thay chủ ngữ và điều chỉnh động từ tương ứng. Tính từ alt Vừa nghĩa là cũ, vừa nghĩa là già. Vậy câu này Ich bin alt Nghĩa là miêu tả tôi già. Để nói tuổi, ta phải thêm số năm vào đây. Ngay trước tính từ Để nói tôi bao nhiêu năm già, hi, hi đấy chính là cách nói tôi bao nhiêu tuổi trong tiếng Đức. Thử lắp vào công thức nhé. Ví dụ, tôi 30 tuổi. Bạn phải thêm 30 năm vào đây. 30 năm là số nhiều, nên phải dùng danh từ 5, số nhiều, tức là thêm đuôi E. Tương tự như vậy, có thể thay bất cứ ngôi gì vào đây. Điều chỉnh động từ tư tương ứng. Rồi cho 5 tuổi vào trước alt. Một năm là số ít, nên phải dùng danh từ 5, số ít, không có đuôi E nhé. Ngoài ngôi người, ta có thể thay bất cứ danh từ nào vào đây, tự nhiên như ruồi nhưng danh từ thì phải có quán từ đứng trước nhé ví dụ hund nghĩa là chú chó muốn nói chú chó của tôi bảng quán từ sở hữu của tôi đây rồi chú chó là danh từ giống đực nên muốn thêm quán từ sở hữu thì phải tìm cho giống đực vậy hãy thêm mine và ở đây là số ít chỉ một chú chó thôi điều chỉnh động từ tương ứng thêm số năm vào trước tính từ mà nó chưa đủ một năm thì thêm tháng. Bảy tháng là số nhiều, thì danh từ tháng số nhiều phải có đuôi e đằng sau. Ví dụ nữa nhé, Katzen là mèo. Muốn nói, những con mèo của tôi. Vậy là số nhiều, phải tìm quán từ sở hữu số nhiều. Đây rồi, hãy dùng mái nè. Điều chỉnh động từ tương ứng cho số nhiều nào. Rồi thêm tuổi vào trước tính từ. Nếu chúng nó no mới đẻ có một tháng thì hãy dùng tháng số ít, tức là không có đuôi e. Cơ mà cái trò dò bảng danh từ số ít số nhiều rồi tìm quán từ tương ứng là không thể áp dụng khi đang nói chuyện. Hơ, kỳ lắm. Vì vậy bạn hãy học thuộc nhé. Nói dần ta sẽ quen hơn và sẽ bật ra theo phản xạ. Vậy nói tuổi dễ quá phải không? Có điều là trong thương trường thì người hay quên thêm tính từ, người thì hay quên thêm năm người thì quên điều chỉnh năm tháng số ít số nhiều tưởng câu đơn giản vậy mà nói được chuẩn thì cũng không giản đơn lắm tiếp tục muốn đặt câu hỏi bạn chỉ việc đào động từ lên trước chủ ngữ giờ thì động từ đứng trước chủ ngữ để biến thành câu hỏi nhé trả lời khẳng định thêm ya yeah. phủ định thêm nein và thêm nicht vào trước số hoặc chỉ cần nói nine và sửa lại lời nói của đối phương. Câu hỏi W để hỏi tuổi là wie. Hãy nhìn vào cấu trúc câu mà ta đã quá quen thuộc. Wie heißt du? Để hỏi bao nhiêu tuổi, hãy cho ngay tính từ vào sau wie rồi thêm động từ và chủ ngữ, tức là hỏi bạn già như thế nào. Đây chính là cách hỏi bạn bao nhiêu tuổi trong tiếng Đức. Bạn có thể thay bất cứ chủ ngữ nào vào đây và điều chỉnh động từ tương ứng. Đây là công thức để hỏi cho ngôi người với danh từ khác thì cũng tương tự, chỉ việc thay chủ ngữ này với danh từ và đừng quên quán từ đứng trước nó thôi. Ta có thể lấy một ví dụ khác về một câu đã biết cho dễ hình dung. Wie ist dein Name? Thêm alt vào sau wie. Rồi chỉ cần thay chủ ngữ thôi và đừng quên điều chỉnh động từ tương ứng. Giờ, hãy thử vào một số ví dụ cụ thể nhé. Trittieren hãy bắt đầu với cái vokum dễ. Hallo, ich heiße Anna. Ich bin 20 Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Wie alt ist er? Er ist 5 Jahre alt. Ist sie 7 Jahre alt? Ja, sie ist sieben Jahre alt. Ist er vier Jahre alt? Nein, er ist fünf Jahre alt. Vậy đây là cách hỏi và nói tuổi cơ bản nhất. Giờ hãy thử trộn lẫn chúng với quán tử sở hữu nhé. Meine Freundin ist zweiundzwanzig Jahre alt. Mein Freund ist 30 Jahre alt. Unser Kollege ist 30 Jahre alt. Còn bây giờ ta hãy phân biệt sự khác nhau giữa các ngôi. Sie. Trước hết là sie, cô ấy. Das ist meine Freundin. Sie heißt Susan. Sie ist 22 Jahre alt. Ngôi sie, cô ấy, động từ luôn chia theo số ít. Hãy nhìn vào sie, họ. Das sind meine Freundinnen. Sie sind 22 Jahre alt. Sie họ thì luôn chia với động từ số nhiều. Giờ hãy nhìn vào sie to. Wie alt sind sie? Ich bin 70 Jahre alt. Sind sie 70 Jahre alt? Ja, ich bin 70 Jahre alt. Si to luôn viết hoa và động từ cũng chia giống với si họ nên rất dễ nhầm. Nhưng si to là khi bạn đang trực tiếp nói với người ấy như thế này. Còn si họ là khi đang nói về một nhóm nào khác. Wie alt sind sie? Sie sind ein Monat alt. Các bạn có thấy sự khác nhau không? Giờ hãy nhìn vào các quán tử sở hữu. Ihr. Đầu tiên, ihr của cô ấy das ist ihr Freund. Er heißt Tom. Er ist 30 Jahre alt. Quán từ sở hữu thì luôn có danh từ đứng đằng sau. Ihr này là của cô này, bạn trai cô này. Đến ihr của họ. Das ist ihr Kollege. Er ist 30 Jahre alt. Ihr này là của cả hai đứa này, tức anh này là đồng nghiệp của họ, đến quán từ sở hữu ihr, to nhé. Ist das ihre Freundin? Ja, sie ist meine Freundin. Ihr to thì dễ phân biệt nhất vì nó luôn viết hoa. Tất cả những quán từ sở hữu ia này đều có danh từ đứng đằng sau. Wie alt ist ihre Freundin? Sie ist 68 Jahre alt. Còn với ngôi ihr, đại từ nhân xưng ihr không có cái gì đứng đằng sau nữa. Wie heißt ihr? Wir sind Leon und Noah. Wie alt seid ihr? Wir sind sieben Jahre alt. Còn quán từ sở hữu của ngôi, ihr. Ist das euer Hund? Ja, er ist unser Hund. Euer này là của các bạn, ihr là của hai đứa này, tức là hai cái đứa mà đang nói chuyện trực tiếp với cô này. Quán từ sở hữu của ngôi, ia không phải là ear, mà là euer, nhé. Chỗ này rất nhiều bạn hay bị nhầm. Wie alt ist euer Hund? Er ist alt. Vậy hôm nay ta đã học được những gì? Ta đã học được cách nói tuổi cho bản thân và người khác. Muốn hỏi bạn bao nhiêu tuổi, hãy hỏi bạn già như thế nào. Wie alt bist du? Wie alt ist er? Wie alt ist dein Hund? Ich bin dreißig Jahre alt. Mein Hund ist sieben Monate alt. Bist du dreißig Jahre alt? Ja, ich bin dreißig Jahre alt. Ist dein Freund vierzig Jahre alt? Nein. Er ist nicht 40 Jahre alt. Er ist 30 Jahre alt. Ôi, nói tuổi thì không có gì xoắn não, nhưng khi kết hợp với các quán từ thì đường sóc hơn lên lạng sơn. Nên điều quan trọng là từ hôm nay các bạn phải học thật thuộc các quán từ. Các ngôi, vì nếu không thuộc được ít nhất 80% thì việc tiếp tục nhúng chân vào các bài sau là điều vô cùng khó. Các bạn đừng quên tải bài tập luyện về để tiếp tục phân biệt giữa các ngôi và quán từ nhé. Luyện nhuần nhuyễn là ta sẵn sàng nhảy vào bài 8 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở đó nha. Auf Wiedersehen.